Đó là hai ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhớ Mùa Thu Hà Nội và Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Tôi chọn bài hát này bởi vì hai người cuối cùng ở trong đội của Hồng Nhung là một người đến từ Hà Nội và một người là đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng muốn nói rằng là sau đêm nay, dù thí sinh nào đi tiếp thì chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ Vũ Cát Tường và Hà Linh. Các bạn đã gây ấn tượng rất là mạnh với tất cả quý vị khán giả. Và thưa huấn luyện viên Hồng Nhung, chúng tôi có kết quả bình chọn của quý vị khán giả ở đây. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đến với tỷ lệ bình chọn của huấn luyện viên Hồng Nhung dành cho hai thí sinh của mình. Chỉ có một trong số hai em sẽ là đại diện cuối cùng của đội Hồng Nhung, mang phong cách, xu thế âm nhạc mà Hồng Nhung tin tưởng và ủng hộ. Đó là cái mới mẻ ở trong âm nhạc, đi ngay từ trong văn hóa đời sống, sự văn minh trong tư duy, tính nghệ sĩ rất riêng biệt và sự chân thật trong xúc cảm và sự trong sáng của tâm hồn. Qua một thời gian với rất nhiều thử thách thì cả Hà Linh và Vũ Cát Tường đã chứng tỏ được tính cách nghệ sĩ rất riêng biệt của mình. Và đúng như là phong cách của đội Hồng Nhung và cũng cùng đồng với tiêu chí của chương trình Giọng Hát Việt là đi tìm nhân tố tài năng mới, đem đến cái xu hướng âm nhạc thời đại và tìm một nhân cách nghệ sĩ, chứ không chỉ đơn thuần là tìm một giọng hát hay. Bây giờ tôi không muốn phải đưa hai em lên cân để mà chấm cái phần trăm là bao nhiêu nữa, bởi vì nói cho cùng thì theo luật của cuộc thi này sẽ chỉ có một người được tiếp tục thôi. Vì vậy đầu tiên là tôi phải xin cảm ơn cả hai em, bởi vì cả hai em qua thời gian vừa rồi đã làm cho tôi, cho các bạn ở trong đội Hồng Nhung và cho rất nhiều những người hâm mộ các em được tự hào về các em. Và bây giờ đây là cái giờ phút mà tôi phải làm cái việc mà giống như từ đầu đến giờ phải làm, là tôi không đưa các em lên cân tiểu ly để mà đo xem phần trăm nữa. Chỉ có một người được ở lại thôi, vậy thì tôi dựa theo đúng phong cách của đội và đúng tiêu chí của cuộc thi Giọng Hát Việt và dành toàn bộ 100% sự lựa chọn của cá nhân tôi cho một em thôi. Thưa quý vị, với sự lựa chọn của huấn luyện viên Hồng Nhung như vậy, thì có lẽ và tôi xin được lựa chọn thí sinh Vũ Cát Tường. Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Cát Tường. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói với quý vị một điều rằng tất cả các thí sinh của chúng ta khi đến với đêm bán kết đều rất xứng đáng, và không chỉ dành cho đội huấn luyện viên Hồng Nhung mà tất cả các thí sinh, nếu thí sinh nào được chọn, nếu thí sinh nào ở lại, chúng ta đều dành cho họ những sự động viên. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho sự cố gắng của Hà Linh. Xin chúc mừng Vũ Cát Tường. Thưa quý vị, với sự lựa chọn như vậy của huấn luyện viên Hồng Nhung thì chỉ có một trường hợp duy nhất có thể xảy ra: nếu 100% quý vị khán giả bình chọn cho thí sinh Hà Linh thì kết quả mới thuộc về Hà Linh, bởi vì khi mà có tỷ lệ bình chọn bằng nhau, chúng tôi sẽ ưu tiên quyền lựa chọn của khán giả. Như vậy, ở trong trường hợp này, sự lựa chọn của khán giả thế nào thì chúng ta đã biết kết quả rồi. Tuy nhiên, vẫn xin được công bố với quý vị. Là 68,55%. Và dành cho Vũ Cát Tường là 31,45%. Một lần nữa, xin được chúc mừng cho thí sinh đi tiếp vào đêm chung kết, Vũ Cát Tường.
Cảm ơn Hà Linh. Xin được chia sẻ với Hà Linh.